là để làm gì vậy bác? Bác tuốt cái cây này dùng để làm gì vậy bác? Bánh mấy đứa cháu. Trời nó ơi. Nó phải vậy mới được. Nó lầy lắm. Nó bánh không được đâu. Trời ơi. Con tưởng làm gì để quên mấy đứa cháu? Anh quay bác nè, cô. Nếu mà hai cái nữa hai được. Hôm nay quá trời trái cây luôn. Nãy giờ bán được không bác? Nhiêu ra thôi hả? Tính ra thì nó bây giờ cho thêm cái gì nữa đi, Ủa bác ơi, con thấy mỗi thứ giá tiền khác nhau mà sao mình để biết chung? Rồi có anh trái mang cầu à, mang cầu nó khác thôi, mình thêm không nha bác. Mình tính bị rất là khó, mình để mang cầu ra mình phải tính trái nào ra trái đó. Đúng rồi nè. Trời ơi, bác tính. Cái đó thì chém còn cái đây nữa nè. Bỏ vô luôn ha. Dạ. 27 nhớ 27 đi ha. Các bạn dạ. Ủa, vậy là bác tính đồng chung là 30 ngàn một ký hả? 25 à. 25. Bác ơi, có thể bác ảnh giá là 30 nha. Phải rồi, thì giá cũng đúng nè, cái này với này. Bác kênh đúng nha bác. Bởi vì mình mới bóng lợi nè. Cái này 30 ngàn ký. Rồi bỏ lên cái mấy ngàn nữa à. Mắc cầu gì 30 ngàn? Ý năm. Trời ơi, bác bán rồi. Mắc cầu là 50, mình là 25, cóc là 30, chôm chôm là 25. Mấy trái cây đồng giá là 30 hàng hết, trong khi đó cái trái măng cầu là 50 ngàn. Nó giá phải cân từng loại một, từng trái một. Ví dụ hai cái giá chung chôm và mạnh 25 ngàn thì cân chung được nè. Nhưng mà cóc với măng cầu bác để chung giá là 50 thì cũng được. Thôi bác tính vậy là chết. Đặc biệt thơm ngon. Đá bào, đá bào, đá bào, đá bào đây. Kem cây nhiêu rồi bấm vô thôi. Không, mình để cân lên đúng không? Mình đọc trái bán cầu mình ăn số 50 thì nó sẽ ra số ký với số tiền cho mình, đúng rồi. À là bấm số tiền bao nhiêu một ký hả? Dạ đúng rồi. Rồi nó bắt đầu là nó cân là bao nhiêu lạng? Lạng thì nó ra số tiền cho mình luôn. Số tiền là tương ứng đúng không? À. Còn bác vừa đẹp vừa mệt này, vừa cóc này, vừa bán cầu, bác tính là 30 ngàn thì không có được. Cóc mới 30 phải rồi. Nhưng mà mệt với chôm chôm là 25 ngàn. Mắn cầu 50, nãy giờ bác ấn 30. Em mà không nhắc là bác lỗ luôn rồi đó. Không, không có lỗ, đúng bớt. Cái này 25. Chôm chôm này cũng 25. Dạ, yeah. Cóc là 30. Điểm có cái này 30 thôi. Mệt là mắn cầu là bao nhiêu? Mắn cầu 50. Sao vừa nãy có thể bác ấn 30? Độn cái đó đó, đó. Nếu mà con không nhắc thì sao? Nghĩ là cá lộn rồi đúng không? Không, tới nãy giờ thì không có lộn. Cóc với mảnh cầu nãy giờ không ai mua. Quên hả? Lâu lâu bác không nhớ, bác lấy cái bảng giá ra bác coi nha. Bác phải xây cái bảng giá, bác coi đi hai đầu luôn hoài đó mà bị chẳng ca cân đây nè. Không không, mình không chơi cái trò mà cân toàn bộ lên rồi để cái giá trung bình là 30 như vậy là mình bị lố luôn á. Từ cái giá 25 mà 30 ngàn. Mỗi loại nó giá khác nhau mà. Mà phải cân từng có loại giá. Dạ đúng rồi. Cái này 50 kìa, nhớ rồi. Trời bác. 30 nè. 25. 25. 25. Dạ. Đó. Nhớ rồi, sợ là quên vậy thôi, chứ bấm thì đúng rồi đó. Chỉ tỉ như bây giờ, cái này 25 thì tôi bấm 25 nè. Bắt đầu bán rồi, cái này 30 thì bây giờ 30. Bây giờ chú quên rồi, chú ghi tờ giấy tôi để ngay đây, chú nhìn vô là xong. Không, trong đầu thì không nhớ. Như là bác không có quên vụ cây cân. Mà ngặt quên cái này luôn. Quên cái trái nào đúng không? Quên giả sử trái này nè, với cái cốc. Có hai thứ đó bị mình mới bán đó. Nãy giờ mới bán được. Nãy giờ, bây giờ mới khách đầu tiên của bác hả? Không phải, mình bán nãy giờ là người ta mua. Không có nguồn cốc. Dạng như là hồi nãy giờ họ không có mua lễ tỉ. Ví dụ họ mua chôm chôm hay mua cái nào mua thứ. Mà mua lễ tỉ thành ra là mà chưa có thích. Hồi nãy con đến á, con không để ý. Nhưng mà con thấy bác để 4 loại lên một cân. Là bác đánh số là 30 luôn. Mẫu quả gì đó. Xong em bảo sao mang cầu 50 ngàn. Nhưng mà ví dụ như trong cái giá 25 đi, giả tỷ đi ha. 25. Bây giờ dứt giá hết thảy 25 đi. Nhưng vậy là tôi phải tính 28 ngàn.
hiểu chưa, bị trái kia nó đâu có được bao nhiêu. Không, bác không tính được như vậy. Dạ tỷ như vậy. Chú trả là công thức. Mình tính vậy á, bị không. Con trái băng cầu không? Không, không. Là ý bác nói làm sao? Có nói dạ là tỷ bây giờ chôm chôm nè. Rồi bỏ lên thôi. Rồi, rồi hết thảy đi, giả thì tóc nè. Rồi cái này đi nha. Nó chỉ chôm chôm với cái này không mà 25kg không à. Phải không? Mà chỉ có lạc như trái băng cầu này nè. À, chú có nghĩa là cái hai cái giá này bằng nhau. À, ý chú là mặn với cái chôm chôm bằng nhau, bỏ lên mình mình cân một giá luôn, hiểu không? Giá luôn nhưng mà tao thêm là 3 ngàn. Hiểu không? Hiểu, 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 hiểu chưa? Nhưng mà cái chú quên là quên cái này. Là hiểu hiểu không? Nhưng mà nếu mà vừa nãy con không nhắc thì cái vụ mà băng cầu bác để chung với cái đảm này bác cân. Quên là quên cái này, cái này. Nó tới 50, hiểu chưa? 50. Rồi rồi bác bỏ ra rồi bác nghĩ là cốc quá thì ba 30. Nhưng mà cái lúc bác bỏ xuống bác lại bỏ cái chấm băng cầu lên. Là bạn lại ấn số tiền là 30. Bác không nhớ giá tiền, nếu mà con không nhắc bác là 50 không ngàn. Không phải. Là bác tiêu nữa. Đã cho nó tính riêng. Tao tính thêm nữa phải không? Giá tỷ bây giờ có con trái tôi bỏ thêm bây giờ 25. Nhưng mà tôi phải ăn 28. Rồi cháu cái mã cầu mình tính vậy đó, khổ cân bị con trái nè. Vậy, vậy, vậy nếu nãy sao chú không để cái mã cầu riêng ra mình cân? Anh Trọng là sau chị em khuyên anh nha, nếu mà đưa cho ba bán á, chị đưa 1 đến 2 món thôi, bán nhiều món quá giá khác nhau, bác bị rối. Vừa nãy bác để 4 trái lên cái mâm, bác ấn số tiền là 30 ngàn, anh hiểu ý em không? Mua giá tiền là khác nhau. Ờ. Ờ, và món cầu là mắc nhất là 50 ngàn. Đúng. Còn này 30. 30, 25 ngàn. 25, 25 hết. Tao nhớ rồi. Ồ, bác cái lồng giá là bao? Bác bấm đồng. Thì không lộn, mà lộn cái ngoài này. Bác bấm đồng giá là 30 ngàn hết. Ý là lần sau chị mua 1 đến 2 món rồi bác nhớ. Còn nhiều món, nhiều giá bác không nhớ. 25 đây nè. 50 là mắc nhất nè. Đây nè, cái này nè. Với cái này nè. Tao mua hồi nãy cái này này có 3 thứ à. Chỉ có trái mận cầu à. Thôi kệ em thôi. Không nhắc để bác biết mấy mốt bác để ý mấy cái vụ này nhiều quá. Để cho kìa, 3 cái gác gì rồi cho. Để con lấy cái đồ quét. Trời ơi con đừng, con đi vô đi con ơi, để chai ra quét nhà kìa. Ủa mà lại quậy hơn cái nhỏ ra nữa. Mấy con nít nó ăn rồi nó thả rác cái cửa hàng xóm á. Thiệt chứ cái chỗ này mà cứ để về hoài thiệt chứ. Chú tụi nó cứ ra vô về hoài thiệt chứ, cứ nghe chửi miết cũng ớn. Mai bác không mang cái nón theo đội hả bác? Chạy theo kìa. Nãy giờ bác bán được nhiều cho khách hàng không bác? Chừng 3-4kg hả? 3-4kg thôi hả bác? Ôi vậy mà hôm nay anh chậm quá. Đúng rồi, hôm nay anh chậm lấy quá trời luôn. Lấy chắc hơn 150kg đó. Mà nãy em thấy xe đầy, bây giờ xe cũng phân thành đầy nữa cả nhà. Hôm nay bán chậm á. Mà nhiều á, nhiều trái cây á, nhiều mắt mắt mà sao bán chậm người ta. Chút nữa Tú Linh ơi, con ấn em vô đi con. Để xe ngoài đường nguy hiểm nè. Nắng nôi nó con. Đường này xe rất là đông nha cả nhà. Giờ này giờ cao điểm người ta đi làm về nè. Quá trời. Nếu ngày mai mà bác ra riêng bán thì bác nhắm ba bán khoảng mấy chục ký để anh Trọng lấy hàng cho bác á. Nó nói như vợ nó nếu bán thì không có bán nữa, để bán gì luôn nha. Rồi tao nói với vợ anh Trọng phải cho phép tao quánh mấy đứa nhỏ mà được. Là bây giờ bác không có ra riêng nữa, bác sẽ bán cho anh Trọng một ngày 200 ngàn vậy. Bây giờ
nếu mình bán riêng á, rồi trồng ở đây nhiều khi trên mạng luôn thì người ta ít mua hơn. Thì mới nãy chú có bạn bạn sao hả bác? Mình bán như hai cha con vui vẻ nhau bán, người ta giúp cho mình á, rồi nó chở đi chỗ này chỗ kia rồi trên mạng á. Chứ mà cha con tôi đâu có mấy đồng, tại vì mấy đứa cháu thôi. Tôi bực bội mấy đứa cháu, tôi có suy nghĩ một ngày để cho nó bán ở đây rằng nó gầy con nó mới được. Giờ còn nước nấu với vợ nó phải cho phép tôi quánh mấy đứa cháu, mà nếu lì là tôi quánh, nếu lì là bác quánh sợ tôi mới được. Mình mới bán được cũng được, chứ xe cổ không mà gầy nó không được rồi xe bẻ nó bỏ rồi mấy đứa tự định nó thôi. Nhầm bữa, hôm bữa nay bán thấy chậm quá. Dạ. Mua nửa ký, một ký được không? Nặng. Với cái tình hình mà mình bán chậm thế này thì ngày mai mình bán riêng thì chú cảm thấy mình có bán được nhiều không? Hai cha con chắc cũng không bán riêng gì được đâu, bán như thế này nếu tôi bán riêng thì nó bán không được chạy hung gì đó trên mạng này ba. Dạ trên mạng đa số là người ta mua là mua ủng hộ cho bác chứ người ta không mua ủng hộ cho anh Trọng đâu, cho nên đôi khi bác đứng bác bán ấy người ta còn mua nhiều hơn đó. Dạ tôi không có đi được mà. Dạ cha con tôi thì đâu có mất lòng đâu. Dạ mình lên đây đi buôn bán với con cháu mà. Dạ. Con rồi cháu ngặt cháu nó liền quá, tôi bực bội. Tô Linh với thằng bé Phúc hồi sáng á ngồi ghế đó tôi ngồi nữa mà nó cứ đẩy qua đẩy lợi hoài. Hai đứa gầy lộn hoài con liếc mà đi vô một đứa bị vì hai đứa nó lợi gần là gầy lộn à, mà gầy không không nghe vẫn ngồi hoài với tôi luôn, cái hơi cha nó vô lợi ra luôn đó. Tôi bực bội tôi suy nghĩ thì sao đây, nếu tôi ở ngồi đây bán thì nó chạy ra chạy vô rồi xe cộ mình sợ vậy thôi. Như vậy là sau một hồi suy nghĩ thì chú cũng quyết định là không có tách ra riêng bán. Chắc có lẽ là vậy luôn rồi, không thay đổi đâu. Dạ. Bởi vì khi tôi dạy con cháu tôi được thì tôi không có sợ xe cộ nữa, thì tôi bán ở đây tôi giữ gìn kiếm nó cái gì thôi. Chứ phần tôi cũng tính suy nghĩ là một ngày nghỉ của tôi suy nghĩ coi coi làm thời gian dài có mít lòng với con dâu không, tôi đã vợ chồng tôi đã hy sinh với con hết rồi, tôi không có nghĩ nhưng mà sợ nhiều khi mình bán gì đây rồi con dâu nó suy nghĩ khác. Suy nghĩ sao chú có thể chia sẻ chị hiểu được không? Tôi sợ vậy đó, sợ nhiều khi nó mình cũng như bán rồi không được thiệt tình những người khác gì đó, nhưng tôi không phải vậy, sợ mít lòng. Tôi tính là lãnh riêng, giả nghĩ như nó lãnh rồi tôi bán nhiều ký vậy đó, tính vậy đó, cũng như là sống riêng rồi mạnh ai nó sống đi, bây giờ tôi giúp nó là tới cỡ này vậy là hết đường giúp rồi. Thì tôi suy nghĩ đó, về nhà có nói với vợ tôi thấy lên đây mấy người quay phim mấy trên mạng rồi khi người ta nói vậy thôi hai cho con bán thì luôn đó. Nó đi lãnh về thì ở đây tôi bán trực chiến luôn rồi đó, cái đường ở đây xe quá trời tôi sợ chứ mình quánh nó không có chết mà ngặt xe nó quẹt với nguy hiểm. Bây giờ chú bán này thấy xe cộ lại đông quá mà mấy đứa nhỏ nó lại chạy lăng xăng rồi chú sợ bị đụng xe đúng không? Đúng vậy đó. Dạ. Chú bị đụng xe rồi, chú sợ là đôi khi là đánh mấy đứa cháu á, chị Thùy chị lại xót con, chị lại giận bác đúng không bác? Quan trọng nữa đúng không? Dạ. Thì yeah. Đôi khi bác cũng ngại. Có hồi có tai nạn vậy nó có không nổi rồi đó, không gầy la. Dạ. Rồi mình ngậm cà na thú. Nhưng mà đánh thì lại ba mẹ lại xót đúng không bác? Sợ tiền. Nhưng mà chú là bận lu bu buôn bán mà đâu có phải là có thời gian mà giữ được đó. Cũng sợ hờ vậy đó. Cái sống với nhau nữa. Như hồi đó giờ mình không có tôi đi làm hơn chứ không có gia chạm như thế này, mà bây giờ gia chạm như thế này rồi bởi vì tôi suy nghĩ hồi chưa tới giờ
Mỹ Đường Bình á. Nói chung là tôi tính mua chiếc xe, xe máy đạp cũng gần, chở hai bên mình làm cái, mua cái yên inox con sao đó, cỡ cái lớn này nè, vuông gì thôi, mình bán trái cây cũng được gì, để mình làm cái gì đó, mà nó không tốn xăng, chứ đi bán mà chạy xăng nè, nó hao điện cũng như không. Yeah. Xe máy này chú chạy cũng gần mà đâu có đi xa đâu. Còn như tôi còn nghĩ như vậy nữa, tôi tính mua chiếc xe nhỏ hơn cái này để đẩy tới đẩy lui bán 30-40 kg gì đó, thành ra mới chạy vòng vòng kêu thằng gì chở tôi nãy giờ chạy vòng vòng đó. Có tên gì? Tên Thanh bác. Tôi chạy đi một quận về tôi thấy cũng cái chỗ buôn bán rồi cũng được, mà nghe nói là trên đó nó đủ dữ lắm đó, chứ không phải là giận hờn gì hết trơn á. Tôi đâu có giận hờn nó làm gì, nó đâu phải anh cả tôi đâu mà tôi giận. Con đi cũng được. Như vậy thì sau một hồi suy nghĩ lại thì bác cha của anh chồng là bác cũng không còn có cái ý định mà tách ra bán riêng nữa, thì bác có cái lời nào mà bác gửi tới cộng đồng mạng từ trưa tới giờ người ta còn họ cũng nghe được cái tin, biết cũng lo lắng có rồi đó, là tôi nói sự thật cộng đồng mạng nghe thì biết rồi đó, chứ không có gì, bị gì thấy như thế này nè, thành ra tôi mới suy nghĩ tách riêng, chứ không phải là tự nhiên mà tách, bị gì nó có mướn thằng em cháu gì đó, thằng đó đó lại bán tiếp nó với đi giao đồ trên mạng đó, thành ra mình nghĩ vậy, nếu thằng này bán tiếp giả sử như vợ nó mất giữ con thì thằng này ra giữ bán tiếp khi nó đi giao đồ, hay là hoặc vợ nó giữ giả sử vậy đó. Thằng nghe mới suy nghĩ vậy, chứ cái thằng này làm thì đi giao hàng với nó hay là hoặc là bán xe riêng, đâu phải vậy, tại mình suy nghĩ ra đúng không? Tôi suy nghĩ sợ mất lòng á. Thì những cái chuyện gì mà bác sợ thì bác cũng có thể chia sẻ, bác nói chứ bác người lớn, bác là có nó lại bán như vậy, cũng như không có tôi thì thằng đó bán á, nhưng mà nó đâu có giữ con cháu tôi được, phải không? Thành nó cũng băn khoăn cái đó nữa, bởi vì tôi mới về tôi suy nghĩ, cái đầu tôi suy nghĩ để cho nó tròn, bị mình bán buôn bán với nhau, cha con với con dâu người kia là buôn bán gì không biết có tròn hay không, thời gian dài trả lời mình phải suy nghĩ cho cặn kẽ, chứ không phải ham ăn hốt uống mà muốn nấu sao nấu, phải không? Suy nghĩ vô rõ ràng rồi mới lợi nói chuyện với nó. Nhưng mà chú nói thì anh Trọng nghe lời không? Cái đó là dĩ nhiên rồi, anh nghe lời này bác đúng không? Ừ. Thì bác lặn lội từ Kiên Giang lên đây là hy sinh cho vợ chồng nó vậy, rồi xin... bây giờ nếu mà tôi ở đây bán thì phải cho quyền tôi quánh mấy đứa nhỏ còn gôi đàng hoàng, lì là tôi quánh đó. Con thấy điều cái đó mày là phải nói với vợ mày đó, biết chưa? Hả? Cái này nó không có nó dốc, ở đây mà nó ra tao gầy không được, tao có quyền quánh, phải cho phép. Cái đó mày nói với vợ đi, tao khỏi nói. Thì cái làm ông nội thì có thể là dạy cháu được mà, nhưng mà mình hạn chế đánh lại. Phải, nó. Không, nó lị lắm. Dân quê, dân dưới quê nó chạy, nó muốn chạy là chạy, nó đâu có biết như trên này vậy nè. Trên này xe cộ mà. Mình phải gậy nó chứ. Nhưng mà bác ơi, bác ngay với lại bác đánh thì anh Trọng không cho hả? Cho chứ, cho không cho được. Mình lên tiếng. Dạ thì vậy bác cứ dạy mấy đứa cháu thôi. Đặng cho xe cộ nó đừng có quẹt cháu mình thôi. Nhưng mà bác ngại là chắc vợ anh Trọng thôi, thì thì thôi. Còn ngại là vậy đó, hiểu chưa? Sợ mình quánh người vợ nó phiền mình. Đó là sự thật đó, vậy đó, chứ không có sự lợi gì. Thì gà làm gì?